Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung là hoạt động hết sức ý nghĩa. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao là dịp để đồng bào các dân tộc miền Trung có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của mình. Trò chơi dân gian, các hoạt động mang tính thể thao thường diễn ra trong lễ hội ở các tỉnh như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, bắn ná, bắn nỏ, đu cây, nhảy xa, bắt vịt, bắt cá. Đặc biệt ở tỉnh Bình Định, một số nơi còn có trò chơi hết sức độc đáo. Đó là lễ hội đổ giàn, các đội võ thi tài cướp heo trên giàn cao nhân dịp lễ hội và biểu diễn thi tài võ thuật Bình Định. Truyền thống văn hóa đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ, đồng thời còn là dịp để giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế hiểu biết hơn về giá trị văn hóa độc đáo phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hồi lên là hồi lên.